Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, ngày mà tất cả trẻ em đều háo hức mong chờ, mong được đi chơi, mong quần áo mới. Nhưng không phải bé nào cũng có may mắn đó. Tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ, nhiều em nhỏ ăn Tết vẫn mang trên mình những ống kim tiêm hay bộ đồ của bệnh viện vì phải điều trị ung thư, ung bướu. Dù không được đón Tết ở ngoài như các bạn cùng trang lứa, nhưng bên trong những phòng bệnh vẫn ấm áp tình người. Các phần quà của các mạnh thường quân được gửi đến và trao tận tay cho các em. Phần quà tuy nhỏ nhưng đã tiếp động lực cho các em có niềm tin vào cuộc sống. Khoảng tháng 11 năm ngoái là con phát hiện ra bệnh. Dạ, lúc trước là làm viện là một tháng rồi về một tuần, xong rồi lên tiếp. Dạ, hôm nay là như ngày 1 tháng 6 được nhận bánh với quà, con cảm thấy rất là vui. Con muốn con mang hết bệnh để con về nhà con thôi. Con nhận hôm qua của Tết của chú, cảm thấy rất vui. Con ước hồi mốt con hết bệnh, con có thể đi học lại, chơi với bạn bè. Cháu một con mẹ và cha cháu thì bị động kinh. Thì tôi nuôi cháu tới bây giờ thì cháu được 12 tuổi, thì cháu bị ung thư máu đó. Rồi đem vô đây, quá trình đem vô đây chị thì bác sĩ nói là đầu tiên là nói tới 14 to thuốc. Hôm nay nhận được phần quà có 1 tháng 6 này thì cũng mừng cho cháu, nó cũng được cô chú bác anh chị em đồ đến để thăm hỏi cháu nó. Thấu hiểu được các bé thiếu nhi không có điều kiện để tham gia các hoạt động, các chương trình văn nghệ bên ngoài. Chương trình Chuyến xe ước mơ gắn kết những yêu thương của Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ đã mang đến những món quà cho các em với tinh thần lá lành đùm lá rách. Trong cái chương trình khởi đầu của Chuyến xe ước mơ năm nay lại chọn Bệnh viện Huyết học và Truyền máu. Bởi vì đây đối với thiếu nhi nhân ngày 1 tháng 6 thì các bé được rất là nhiều cái vui chơi. Nhưng mà đối với các em thiếu nhi đang điều trị về huyết học tại đây thì nó lại thiếu thốn hơn so với rất là nhiều. Và chính vì như vậy thì chuyến xe đến đây để gửi tặng bánh, gửi tặng sữa, gửi tặng những cái suất viện phí. Mặc dù nó không đáng là bao nhiêu nhưng mà nó thể hiện được cái tính nhân văn, cái sự đồng hành, cái sự sẻ chia. Và hơn cả là mong muốn rằng là các em sẽ không bị đơn độc trong cái cuộc hành trình của mình. Mặc dù mang trên mình những nỗi đau, bệnh tật, với những kim tiêm chi chít trên cánh tay nhỏ bé, nhưng nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ ngày 1 tháng 6 năm nay thật là ý nghĩa.